Ngày 22 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ một người phụ nữ bị lừa gần 500 triệu đồng khi tham gia bán hàng qua website giả mạo, giao diện và tên miền của Walmart, tập đoàn bán lẻ tạp hóa hàng đầu thế giới. Theo đơn trình báo, chị N, sinh năm 1974, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, được một người đàn ông hướng dẫn đầu tư bán hàng quần áo để hưởng hoa hồng qua nền tảng có tên gọi Walmartagent. Sau khi truy cập trang web trên, chị L thấy trang này có hiển thị nhiều sản phẩm và gian hàng. Tin tưởng, chị đã chuyển tiền 6 lần với tổng số gần 500 triệu đồng để đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông cắt đứt liên lạc. Phát hiện mình bị lừa, chị L đã trình báo cơ quan công an. Qua sự việc, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với các cuộc gọi lừa mời tham gia công tác viên trên các trang thương mại điện tử giả mạo. Đặc biệt cảnh giác khi nhận lời mời kết bạn, trò chuyện với các tài khoản mạng xã hội không quen biết.